Đặng sáng ngày 29 tháng 6 tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã xảy ra một vụ sạt lở kinh hoàng. Mưa lớn làm vỡ bờ kè bê tông từ trên cao, làm đất đá tràn xuống lấp vùi nhiều ngôi nhà trong khu vực. Vụ sạt lở làm hai người tử vong. Từ chiều ngày 28 tháng 6 trên địa bàn thành phố Đà Lạt đã xảy ra trận mưa rất lớn và kéo dài. Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra khoảng 2 giờ 30 rạng sáng ngày 29 tháng 6, lực lượng cứu hộ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đã cứu được 5 người trong một ngôi nhà đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng. Trưa ngày 29 tháng 6, lực lượng chức năng xác định được vị trí của nạn nhân nữ kẹt dưới lớp đất đá trong công trình xây dựng bị sạt lở trên đường Hoàng Hoa Thám, phường 10, thành phố Đà Lạt. Thi thể nạn nhân được đưa khỏi hiện trường, chuyển đến bệnh viện. Cùng với đó, vị trí nạn nhân thứ hai cũng được xác định. Theo người thân, hai nạn nhân là vợ chồng, quê ở huyện Phù Hóa, tỉnh Phú Yên. Họ cùng gần chục người khác cùng quê tới Đà Lạt làm công nhân xây dựng. Khi sự cố xảy ra, có hai vợ chồng nạn nhân ngủ trong lán trại không kịp chạy thoát. Ngay sau khi xảy ra vụ việc trong đêm, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt đã có mặt chỉ huy công tác cứu hộ. Ngoài vụ sạt lở nói trên tại phường 3, phường 5 thành phố Đà Lạt cũng xảy ra sạt lở tại hàng loạt vị trí với nhiều mức độ thiệt hại khác nhau.